Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Thủy nha. Sẽ có một số hoa giấy gồm có cáo tím quý cô chú anh chị em, màu rất là sáng ha. À, và một số dòng khác muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình nha. Rồi, em chào chị. À, chào Hoa Thái, chào cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip vừa rồi nha. Bữa nay em có lên mới hoa giấy ghép thành phẩm đó, mong cô chú anh chị mình xem và ủng hộ em ạ. À. Địa chỉ nhà vườn em là Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp. Số điện thoại em là 0969553364, đồng thời cũng là số Zalo của em ạ. À. Không mất thời gian cô chú anh chị, em lên mã M1 á, cây hai màu ạ. Gồm có trắng tuyết và tím lá xanh. Trắng ngang ở đây em đo được cho mình là 50 ạ, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 70 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 15 ạ. Cây mã M1 này em giao lưu với cô chú anh chị là 260k nha. 260k cho cây mã M1 ạ. Em lên xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M2 ạ. Tiếp tục là cây nhiều màu anh chị em. Trắng mã lai, tím pháp, hồng tuyết. Tán ngang ở đây em đo được cho mình nó là 62, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 72. Hoành ở đây em đo được cho mình nó là hoành 14, cây mã M2 này em giao lưu với cô chú anh chị là 260k nha. 260k cho cây mã M2 ạ. Dạ, em xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M3. Một màu tím pháp của anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 65 ạ, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 69 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 12 ạ. Cây mã M3 này em giao lưu với cô chú anh chị là 200k nha. 200k cho cây mã M3 ạ. Giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M4 ạ. Một cây đuôi cáo trắng và một cây cáo tím anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 80 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình nó là 87 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình nó là hoành 20 ạ. Cây mã M4 này em giao lưu với cô chú anh chị là 340k nha. 340k cho cây mã M4 ạ. Màu trắng và màu tím rất là sáng quý anh chị em. Dạ, dạ em xin xuống ạ. Cây ghép hai màu. Tiếp theo em lên mã M5 ạ. Một cây tím siêu bông. Đế nôm dáng bay quý anh chị em, tàn thì tròn. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 65 ạ, chiều cao ở đây em đo được cho mình nó là 70 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 16 ạ. Cây mã M5 này em giao lưu với cô chú anh chị là 350k nha. 350k cho cây mã M5 ạ. Tàn tròn cũng ngang cô chú anh chị. Giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M6 ạ. Một cây hồng gân quý cô chú anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 58 ạ, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 72 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 19 ạ. Cây mã M6 này em giao lưu với cô chú anh chị là 350k nha. 350k cho cây cả mã M6 ạ. Giảm hình xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M7 ạ. Một cây cẩm thạch nhiều màu, cẩm thạch trắng, cẩm thạch tím siêu bông và cẩm thạch tím tuyết Sakura Blycan. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 40 ạ, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 59 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 19 ạ. Cây mã M7 này em giao lưu với cô chú anh chị là 250k nha. Cẩm thạch hồng nữa quý anh chị em, 5 màu siêu bông. Dạ. Cây mini. 250k cho cây mã M7 ạ, giảm thêm xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M8 ạ. Một cây tím bướm tàn rất là đẹp luôn. Tán ngang ở đây em đo được cho mình đó là 50 ạ, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 60 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 15 ạ. Cây mã M8 này em giao lưu với cô chú anh chị là 250k nha. 250k cho cây mã M8 ạ. Em xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M9 ạ. Một cây cẩm thạch tím siêu bông. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 39 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 64 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 12 ạ. Cây mã M9 này em giao lưu với cô chú anh chị là 200 nha, 200k nha, em bao gồm phí ship ngang cô chú anh chị. Giảm hình xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M10 ạ. Một cây kép chùm quý anh chị em. Cây này gồm có màu hồng, màu vàng, màu trắng phớt hồng. Tán ngang ở đây em đo được cho mình đó là 63. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 94 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 16 ạ. Cây mã M10 này em giao lưu với cô chú anh chị là 300k nha. Cây này có thể hơn màu nha quý cô chú anh chị em, tại vì do chưa nó chưa lên, chưa làm dấu băng keo thì mình thấy rất là nhiều màu. Dạ, 300k cho cây mã M10 ạ, giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M11 ạ.
một cây Adana đổi màu quý cô chú anh chị em. Đôi khi nó ra hoa vàng, đôi khi nó ra hoa điểm điểm rất là đẹp luôn ạ. Tán ngang ở đây em lo được cho mình là 59 ạ, chiều cao ở đây em lo được cho mình là 76 ạ. Hoành ở đây em lo được cho mình là hoành 16 ạ. Cây mã M11 này em giao lưu với cô chú anh chị là 270k nha. 270k cho cây mã M11 ạ. Giảm nhanh xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M12 ạ. Một cây Red Visa. Một cốt. Tán ngang ở đây em lo được cho mình là 67 ạ. Chiều cao ở đây em lo được cho mình là 76 ạ. Hoành ở đây em lo được cho mình là hoành 15 ạ. Cây mã M12 này em giao lưu với cô chú anh chị là 250k nha. 250k cho cây mã M12 ạ. Giảm nhanh xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M13 ạ. Một cây đỏ lửa quý anh chị. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 56 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 72 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 14 ạ. Cây mã M13 này em giao lưu với cô chú anh chị là 250k nè. 250k cho cây mã M13 ạ. Giảm nhanh xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M14 ạ. Một cây hồng gân quý anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 60 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 78 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 16 ạ. Cây mã M14 này em giao lưu với cô chú anh chị là 350k nha. 350k cho cây mã M14 ạ. Giảm sinh xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M15 ạ. Một cây Adana quý anh chị em. Đôi khi nó ra hoa vàng, một bên nó hiện ra màu đổi màu rất là đẹp luôn nha. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 50 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 77 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 16 ạ. Cây mã M15 này em giao lưu với cô chú anh chị là 250k nha. 250k cho cây mã M15 ạ. Giảm nhanh xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M16 ạ. Một cây ruby tím lửa quý cô chú anh chị. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 62 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 82 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 18 ạ. Cây mã M16 này em giao lưu với cô chú anh chị là 270k nha. 270k cho cây mã M16 ạ. Giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M17 ạ. Một cây cam lửa ghép chung với ghép chùm phớt hồng quý anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 72 ạ. Chiều cao ở đây em được cho mình là 82 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 17 ạ. Cây mã M17 này em giao lưu với cô chú anh chị là 260k. 260k cho cây mã M17 ạ. Giảm lên xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M18 ạ. Cây nhiều màu lá xanh, gồm có Red Visa, hồng tuyết, tím huế, dưa hấu vàng, rượu vang. Tán ngang ở đây em đo được cho mình đó là 92 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 72 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 24 ạ. Cây mã M18 này em giao lưu với cô chú anh chị là 300k nha. 300k cho cây mã M18 ạ. Giảm nhìn xuống. Quý chị em. Rất là nhiều màu luôn. Tiếp theo em lên mã M19 ạ. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 69 ạ. Chiều cao ở đây em được cho mình là 89 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 15 ạ. Cây mã M19 em giao lưu với cô chú anh chị là 270k nha. 270k cho cây mã M19 ạ. Gồm có vàng thái, vàng lửa, hồng thái, đỏ lửa. Dạ. Giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M20 ạ. Một cây hồng gân, hoa đậm quý anh chị em. Cây đang sổ búp à. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 62 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 82 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 14 ạ. Cây mã M20 này em giao lưu với cô chú anh chị là 250k nha. 250k cho cây mã M20 ạ. Nhận lên xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M21 ạ. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 65 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 77 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 14 ạ. Cây mã M21 này em giao lưu với cô chú anh chị là 250k nha. 250k cho cây mã M21 ạ. Cam lửa, Red Visa, hồng gân, hồng tiết, tím mã lai, cành vàng, lá ngọc, hoa đỏ quý anh chị em. Dạ,
giảm trên xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M22 ạ. Cây nhiều màu. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 73, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 86 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 19 ạ. Cây mã M22 này em giao lưu với cô chú anh chị là 320k nha. 320k cho cây mã M22 ạ. Trắng tiết, tím tiết, hồng tiết, cáo vàng và red bia. Dạ, giảm lên xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M23 ạ. Một cây Alisa cánh thái đổi màu với cô chú anh chị. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 1m ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 92 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 19 ạ. Cây mã M23 này em giao lưu với cô chú anh chị là 300k nha. 300k cho cây mã M23 ạ. Giảm thanh xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M24 ạ. Vẫn là một cây Alisa quý cô chú anh chị. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 73, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 1m05 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 14 ạ. Cây mã M24 này em giao lưu với cô chú anh chị là 300k nha. 300k cho cây mã M24 ạ. Giảm thêm xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M25 ạ. Một cây 5 màu siêu bông quý cô chú anh chị ạ. Tán ngang ở đây em đo được cho mình đó là 67, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 88. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 16. Cây mã M25 này em giao lưu với cô chú anh chị là 350k nha. 350k cho cây mã M25. Trắng tiết, tím tiết, hồng tiết, tím lửa mới và red bia. Dạ, em xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M26 ạ. Một cây cam lửa, size lớn quý anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 78 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình đó là 98 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình đó là hoành 18 ạ. Cây mã M26 này em giao lưu với cô chú anh chị là 420k nha. 420k cho cây mã M26 ạ. Dẫm lên xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M27 ạ. Một cây cam thái quý anh chị em, đang sổ nụ ha. Tán ngang ở đây em đo được cho mình đó là 55 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 72 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình đó là hoành 23. Cây mã M27 này em giao lưu với cô chú anh chị là 230k nha. 230k cho cây mã M27 ạ. Giảm hình xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M28 ạ. Một cây Alisa tiếp theo với cô chú anh chị. Tán ngang ở đây em đo được cho mình đó là 84 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình đó là 1m05 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 17 ạ. Cây mã M28 này em giao lưu với cô chú anh chị là 300k nha. 300k cho cây mã M28 ạ. Giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M29 ạ. Cây rất là nhiều màu với cô chú anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình đó là 89 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình đó là 97 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình đó là hoành 18 ạ. Cây mã M29 này em giao lưu với cô chú anh chị là 550k nha. 550k cho cây mã M29 ạ. Cây này gồm có hồng gân 1 với cô chú anh chị, cành vàng lá ngọc hoa đỏ là 2, tím mã lai là 3, trắng tiết là 4, tím pháp là 5, red visa là 6, cành vàng lá ngọc trắng hồng là 7, rượu vang là 8, mandarin là 9, tím tiết là 10, phụng hoàng lửa 11, dưa hấu 12 màu quý cô chú anh chị em. Dạ, cây mã 29 này là 550k nha cả nhà. Dạ, cây mã 29 này cũng là cây cuối trong clip của em à. Mong cô chú anh chị xem ủng hộ em à. Dạ, chào cô chú anh chị và chào Pháp Thái. Rồi, hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn chị Thủy nha.